vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. U23 Singapore gặp biến lớn trước giờ thi đấu với U23 Thái Lan, nguy cơ bỏ giải. Tuyển U23 Singapore chịu tổn thất nhân lực lớn trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Thái Lan vào chiều ngày 16 tháng 2. Cơn bão COVID-19 đang càn quét giải U23 Đông Nam Á 2022, khi mới đây nhất, đối thủ cùng bảng C với tuyển U23 Việt Nam là tuyển U23 Singapore đã nhận tin không vui. Theo phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Singapore FAS, đã có thêm 3 cầu thủ cho kết quả dương tính trước trận đấu với tuyển U23 Thái Lan vào chiều ngày 16 tháng 2. Raul Sahaimi, Farhan Junkinfli và Damani Jamri đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi tiến hành xét nghiệm PCR. 3 cầu thủ này đã được chuyển đến cơ sở cách ly địa phương để hồi phục. Chưa dừng lại ở con số 3 ca nhiễm, lúc này nội bộ đội U23 Singapore đang có nhiều trường hợp nghi nhiễm. Đội trưởng Jacob Muller hiện đang cách ly trong phòng vì anh là bạn cùng phòng của Farhan. Jacob đã tiến hành kiểm tra PCR vào trước giờ bóng lăn để xem liệu anh có đủ khả năng tham gia trận đấu với Thái Lan hay không. Nếu thiếu Jacob Muller, tuyến giữa của Singapore sẽ nguy khốn bởi cầu thủ gốc Đan Mạch này là một trụ cột không thể thay thế, với tài năng đã được thể hiện ở đẳng cấp cao nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ngoài Jacob thì hiện 4 cầu thủ khác cũng có triệu chứng sốt và không loại trừ khả năng họ cũng đã nhiễm virus. FAS cho biết toàn bộ đoàn Singapore đang được giám sát chặt chẽ. Nếu tình hình tiếp tục căng thẳng, nhiều khả năng đội tuyển Singapore cũng giống như Indonesia và Myanmar phải rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á ngay trước giờ thi đấu. Nên nhớ, trước khi lên đường sang Campuchia, hậu vệ Ifan Najib, tiền vệ Daniel Gott, các tiền đạo Jikot Chua và Khairin Nadim đã có kết quả dương tính và phải ở nhà. Hiện U23 Singapore chỉ còn 15 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan và con số này hoàn toàn có thể giảm xuống nữa trước giờ bóng lăn. Trong chiều ngày 15 tháng 2 ở bảng B, đội tuyển U23 Myanmar cũng đã nói lời chia tay giải đấu khi có nhiều cầu thủ dương tính COVID-19 ngay trước thềm trận đấu với đội tuyển U23 Malaysia. Vì lý do này, trận đấu giữa hai đội lúc 16 giờ đã bị hủy. Tệ hơn nữa, bảng này chỉ còn hai đội là U23 Malaysia và U23 Lào, bởi U23 Indonesia đã bỏ giải từ ngày 11 tháng 2 cũng vì lý do dịch tễ và chấn thương. Với diễn biến này, bảng C của giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ bị đặt vào nguy cơ. Nếu tiếp tục có ca nhiễm và tuyển Singapore tuyên bố bỏ giải, bảng đấu này chỉ còn lại hai đội là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Có khả năng ban tổ chức sẽ tính tới việc gộp hai bảng là B và C làm một. Như vậy giải đấu chỉ còn hai bảng và sẽ chọn 4 đội đầu bảng vào bán kết. Nếu khả năng này trở thành sự thật, bảng đấu mới sẽ là bảng tử thần với các đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Trước mắt thì ban tổ chức giải sẽ phải tìm cách để cân bằng lại giải đấu với việc U23 Myanmar bỏ giải. Do bảng A đã thi đấu lượt đầu tiên nên việc bổ sung một đội từ đây vào bảng B là thiếu hợp lý. Tờ Astro Arena của Malaysia cho rằng khả năng cao nhất đó là việc các đội bỏ giải bị xử thua 0-3 và bảng B sẽ chỉ còn trận đấu giành vé đi tiếp giữa U23 Malaysia và U23 Lào. Dù rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất. Với việc liên tục xuất hiện ca nhiễm, công tác phòng dịch của giải U23 Đông Nam Á được đặt lên mức cao nhất. U23 Việt Nam dự kiến sẽ được tập hồi phục tại hồ bơi chiều ngày 15 tháng 2, nhưng do các cầu thủ Myanmar đã từng bơi ở đây nên kế hoạch này đã bị hủy và thay bằng lịch tập gym. Lịch thi đấu cụ thể cũng đã được ban tổ chức điều chỉnh. U23 Việt Nam sẽ ra sân gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2. Đặng Văn Lâm nhận tin dữ từ FIFA, mất oan số tiền cực khủng vì sai lầm đáng trách. Đặng Văn Lâm mới đây đã nhận tin không vui từ Liên đoàn bóng đá thế giới. Với phán quyết của FIFA thì thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam sẽ mất oan số tiền cực lớn vì sai lầm trong quá khứ. Đặng Văn Lâm đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng Thái Lan là Muang Thong United để đến Nhật Bản thi đấu cho Cerezo Osaka vào tháng 1 năm 2021. Muang Thong United không đồng ý và đã làm đơn kiện lên FIFA với lý do Văn Lâm vi phạm hợp đồng. Trong khi đó, người các đền của đội tuyển Việt Nam cũng yêu cầu Muang Thong đền bù số tiền lên tới 53.225 đô la Mỹ vì giảm lương khi chưa nhận được sự đồng ý. Liên đoàn bóng đá thế giới đã khẳng định Văn Lâm hoàn toàn tuân thủ hợp đồng và được phép gia nhập Cerezo Osaka. Mặc dù vậy, mới đây, phòng giải quyết tranh chấp của FIFA lại không đồng ý với đề nghị về số tiền bồi thường mà Văn Lâm đưa ra.
Theo đó, phía FIFA cho rằng thủ môn Đặng Văn Lâm đã bị giảm lương từ tháng 3 năm 2020, nhưng phải đến ngày 21 tháng 12 năm 2020 thì thủ thành 28 tuổi mới gửi thư điện tử phản ứng việc bị trừ 30% lương. Chính vì vậy, FIFA nhận định rằng Đặng Văn Lâm đã nhận lương trong vòng 9 tháng mà không hề phản đối. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành sinh năm 1993 chấp thuận việc bị Muang Thông giảm lương. Như vậy là Văn Lâm sẽ không được nhận số tiền lương bị Muang Thông cắt giảm trong khoảng thời gian đó. Được biết, tổng số tiền mà Văn Lâm muốn được đền bù là 53.225 đô la Mỹ, tức là khoảng 1,2 tỷ đồng. Cụ thể thì số tiền này chia làm hai phần. Phần thứ nhất là 50.000 đô la Mỹ, tương ứng với tiền 30% lương bị cắt giảm trong 10 tháng, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020. Số tiền 3.225 đô la Mỹ là 6 ngày lương từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 1 năm 2021. Đặng Văn Lâm chuyển đến Thái Lan chơi bóng từ tháng 2 năm 2019 với bản hợp đồng trị giá khoảng 500.000 đô la Mỹ. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam nhận mức lương là 16.667 đô la Mỹ một tháng ở Muang Thông United. Với việc bị cắt giảm 30% lương thì thủ thành Việt Kiều Nga chỉ nhận được số tiền là 11.667 đô la Mỹ hàng tháng. Hiện tại thì Văn Lâm đang hội quân cùng với Cerezo Osaka để chuẩn bị cho mùa giải mới. Người gác đền 28 tuổi đã có thể tập luyện bình thường sau khi phẫu thuật vai. Với việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội bóng Nhật Bản, người hâm mộ kỳ vọng Văn Lâm sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn trong mùa giải tới. Văn Hậu, hình ảnh tập luyện đầu tiên sau khi về Việt Nam. Đoàn Văn Hậu từ Hàn Quốc về Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 sau gần 3 tháng chữa trị chấn thương. Đến ngày 13 tháng 2, Văn Hậu hoàn thành cách ly 3 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Sau đó anh tham dự một sự kiện bóng đá, gặp lại nhiều đồng đội. Mới đây, hậu vệ sinh năm 1999 chia sẻ hình ảnh tập luyện tại sân Phụ Mỹ Đình, sân tập quen thuộc của Hà Nội FC. Văn Hậu tập với bóng tennis, các bài chạy và bổ trợ nhóm cơ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Kim Quang Jae. Trong bài đăng trên mạng xã hội của Văn Hậu, thủ môn Đặng Văn Lâm tỏ ra ấn tượng với sự trở lại của đàn em, đặc biệt là cặp đùi vẫn cơ bắp sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Văn Hậu làm phẫu thuật đầu gối ở Hàn Quốc vào giữa tháng 11 năm 2021, kết hợp tập hồi phục ở một bệnh viện chuyên về chấn thương thể thao ở thủ đô Seoul. Anh ở Hàn Quốc gần 3 tháng và đón Tết Nhâm Dần năm 2022 ở nước ngoài. Theo thông tin từ Hà Nội FC, sau khi về Việt Nam, Văn Hậu sẽ được kiểm tra lại tổng thể, đánh giá quá trình hồi phục vừa qua. Bộ phận y tế của Hà Nội FC sẽ xây dựng phương án hồi phục tiếp theo cho Văn Hậu. Văn Hậu được kỳ vọng sẽ hồi phục kịp cho SEA Games 2021 tổ chức từ tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, Hà Nội FC thì xác định rằng là không rút ngắn quá trình hồi phục mà đảm bảo sao cho Văn Hậu hồi phục hoàn toàn, đạt thể trạng tốt nhất rồi mới thi đấu. Hà Nội FC vẫn đăng ký Đoàn Văn Hậu vào danh sách cầu thủ cho mùa giải 2022. Vị trí của anh ở câu lạc bộ đang có Văn Xuân, Văn Dũng có thể thi đấu. Ở đội tuyển Việt Nam, Hồng Duy là lựa chọn hàng đầu thời gian qua. Nếu Hoàng Đức giành nốt quả bóng vàng, đội tuyển Việt Nam sẽ có hàng tiền vệ vàng. Nếu Hoàng Đức đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ có hàng tiền vệ trung tâm tụ hội tới 3 cầu thủ đoạt giải. Lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 2. Ngay đầu năm nay, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 đã khiến dư luận trong nước rất phấn khởi. Đây là thành tích tốt nhất của một đội bóng Đông Nam Á ở chặng này và khiến chúng ta có thể lạc quan vào triển vọng của đội tuyển trong tương lai. Ở giải thưởng quả bóng vàng nam, năm đề cử đều là những tuyển thủ nổi bật. Nhưng nếu như Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải được dự đoán là khó bứt phá, Tiến Linh chỉ hy vọng có được nhiều phiếu bầu nhờ thành tích ghi bàn. Cuộc đua chính được xem là giữa Quang Hải với Hoàng Đức. Hai tiền vệ trung tâm trong một năm qua là những cầu thủ chơi ổn định nhất của đội tuyển quốc gia và tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của câu lạc bộ. Một trong những phương diện khó đánh giá nhất giữa hai cầu thủ này đó là họ có ảnh hưởng lớn như thế nào lên đội tuyển quốc gia và ảnh hưởng của ai lớn hơn. Bởi ở cấp câu lạc bộ, họ đều là những ngôi sao nội thi đấu nổi bật nhất trong năm 2021. Quang Hải rõ ràng tiếp tục duy trì phong độ tốt ở đội tuyển, nhưng sự trỗi dậy của Hoàng Đức là nhân tố đáng chú ý ở đội tuyển Việt Nam bởi anh đã chứng tỏ vai trò của mình trong các trận đấu vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 hay là AFF Cup năm 2020. Ở trận thắng Trung Quốc vừa qua, có lẽ đội tuyển Việt Nam đã có hàng tiền vệ trung tâm tốt nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của Hùng Dũng. Bộ ba Dũng, Đức, Hải tỏ ra hoàn toàn lấn lướt trước các tiền vệ Trung Quốc. Không chỉ tấn công tốt hơn mà bao quát pressing cũng hiệu quả hơn. Và cũng chính bộ ba này cũng đá trong 20 phút đầu hiệp 2 khá khởi sắc mà đội tuyển Việt Nam có được trước Australia. Sự trở lại của Hùng Dũng và hiệu ứng tích cực anh tạo nên được dư luận chú ý nhiều. Không ngạc nhiên, anh là quả bóng vàng Việt Nam 2019 và có vị trí gần như không bị thay thế trong đội hình Hà Nội bên cạnh Quang Hải, một cựu quả bóng vàng khác đoạt giải năm 2018.
Từ trước đến nay mới chỉ có giai đoạn 2005-2010, đội tuyển Việt Nam có hai tiền vệ trung tâm đều đoạt quả bóng vàng. Đó là cặp tuyến giữa lừng danh Tài Em, Minh Phương cùng đá ở gạch Đồng Tâm Long An. Nay thì đội tuyển Việt Nam lại đang có một cặp tiền vệ từng cùng đoạt quả bóng vàng. Thậm chí nếu Hoàng Đức chiến thắng trong ngày 16 tháng 2 tới, chúng ta sẽ có tới 3 người đoạt quả bóng vàng ở cùng một vị trí tiền vệ, điều chưa từng có trước đây. Bộ ba Dũng, Đức, Hải đều hội tụ những tố chất của các tiền vệ hiện đại: thể lực bền bỉ để pressing tốt, kỹ thuật cá nhân khéo để thoát vòng vây, quan sát tình huống tốt để thực hiện các đường chuyền sáng tạo và cùng sở hữu cả khả năng ghi bàn. Nhưng họ cũng có đặc trưng riêng về thể chất và thói quen chơi bóng như kèo trái nguy hiểm của Quang Hải hay là sải chân dài của Hoàng Đức. Huấn luyện viên Park Hang-seo cách đây không lâu đã bác bỏ rằng đội tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng. Tuy nhiên với sự quan trọng quá lớn mà tuyến giữa đã thể hiện, sẽ không ngoa khi nói chúng ta đang có một tuyến tiền vệ vàng. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, nếu thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.